Chào cả nhà trở lại. Vợ chồng khi gặp nghịch duyên, oán nên giải không nên kết. Vợ chồng cha mẹ hay con cái, không duyên không nợ không thể kết giao. Thuận duyên thì dưỡng, nghịch duyên thì giải. Vì oán nên giải không nên kết. Nhiều vị gặp chướng duyên trong đời sống vợ chồng hỏi giải oán bằng cách nào. Trước là không tạo thêm nghiệp, sau là bồi công đức. Vợ chồng gây não hại đến ta, làm cho ta tổn thương sâu sắc. Khi ta mê, ta sẽ oán giận lại họ, tìm cách trả thù họ. Thế là nợ cũ chưa dứt, oán mới lại tạo thêm. Chư vị có hỏi, vì sao ta kết giao với người này? Vì sao người này gây đau khổ cho ta? Có phải do nhân, duyên, nghiệp quả? Khi thoát được khỏi cơn mê, ta chấp nhận những gì họ gây cho ta. Bằng hạnh từ bi của Bồ Tát. Từ bi là không thấy lỗi người, không nói lời làm tổn thương người. Vì người đang sân giận với ta chính là người đang đau khổ. Nghĩ và làm được như thế là ta đang giải oán, không kết thêm oán. Lại nữa, có người đang mê bảo rằng họ tổn thương ta, làm cho ta khó chịu, làm cho ta đau khổ, sao ta lại chịu được? Mệnh của bạn vốn có những hạt giống không tốt về tình cảm, đời này sống với ai cũng dễ xảy ra những việc bất như ý. Nếu không chịu được, do ý của ta si mê, thân sẽ tạo nghiệp, miệng nói lời bất thiện, oán chồng oán không thể giải. Vì vậy, oán nên giải không nên kết, hãy chấp nhận từ bên trong, tu lục độ hạnh Bồ Tát, bố thí lòng sân giận, trì giới giữ đạo làm người, nhẫn nhục trong tự tại. Đủ công phu sẽ giải được oán. Đời sống vợ chồng khi giảm được oán sẽ thuận lợi hơn trong gia đạo, đừng đời gặp người thiện, làm việc thiện, tích công bồi đức. Đời sống vợ chồng còn nghiệp chướng và oán chướng, mãi phiền não khổ đau. Giải nghiệp chướng và oán chướng. Hai gia đình nọ đang có chiến tranh lạnh, cả hai ngôi nhà phạm phải đào hoa sát. Tình cảm lục đục không thuận, xuất hiện cả tình cảm bên ngoài. Thật ra, vốn dĩ, mệnh và thời vận của họ vốn dĩ xuất hiện những chướng ngại như thế. Chư vị lưu ý, khi nghiệp chỗ thì đừng vội lưu tâm đến phong thủy. Vì phong thủy không nhiều tác dụng ngay lúc này. Ví như một người đang mê lầm, có chỉ lối cho họ bao nhiêu, họ cũng không nghe theo. Một thời gian sau, Khải Toàn gặp lại hai gia đình cùng trò chuyện. Một gia đình không cải thiện được tình cảm bao nhiêu, một gia đình thì đang có cuộc sống vui vẻ. Vậy, mấu chốt hóa giải tình cảm kém nằm ở đâu? Gia đình phạm phải đào hoa sát, tình cảm kém, vợ chồng bất như ý, mãi không cải thiện được. Trước là do nghiệp đã trổ, sau là thiếu phước duyên tu tập, không nhất tâm tu sửa tâm tánh. Nghiệp chướng vẫn còn, khi gây gổ với nhau, lời nói tổn hại cho nhau, vô tình tạo thêm oán. Gia đình còn lại kết duyên với pháp lành. Khi sân giận, vợ chồng nhất tâm niệm Phật, bố thí lòng sân giận, gia tăng lòng từ bi, biết sám hối lỗi lầm cũ, tính tâm theo hạnh của Bồ Tát. Thế là sau gần một năm, vượt qua sóng gió, khí trường ngôi nhà hưng vượng, gia đạo lại được an hòa, công việc thuận lợi. Cùng là nạn đào hoa sát, cùng chỉnh thể phong thủy như nhau, nhưng chỉ một gia đình vượt qua chướng ngại. Do họ giải oán không kết oán, do họ có được phước duyên. Bản thân chúng ta khi gặp oán do ta đã tạo trong đời quá khứ, do nghiệp ta đã gây nên chướng ngại ngăn che. Nghiệp là tạo tác, làm lâu ngày sẽ tích lũy nghiệp. Đến khi nghiệp đủ mạnh, nghiệp lực kéo ta đi là nghiệp báo, đến cuối đời là cận tử nghiệp, đi đâu do nghiệp dẫn. Thử nghĩ lại vài năm nay bạn có sở thích gì, sáng thức dậy đi theo con đường ấy, cộng nghiệp cùng những người chung sở thích. Nghiệp thiện sẽ hành thiện và gặp người thiện. Nghiệp bất thiện gặp người tương ưng, chướng ngại ngăn che, oán gia trực chờ não hại. Đời này nếu có gặp chướng do vợ chồng, cha mẹ hay con cái, hãy xem lại ba nghiệp thân miệng ý của ta trong đời sống hàng ngày như thế nào.
Những lúc họ làm tổn thương ta, ta phản ứng ra sao, ta có kết thêm oán với họ hay không? Thiền định là một pháp môn đơn giản, cho tâm thanh tịnh, nhìn ra lỗi lầm của mình trong lúc nghiệp báo, để quay về nội tâm tu sửa ba nghiệp thân miệng ý. Khi tâm thanh tịnh, nghiệp bất thiện giảm dần, ý không thấy lỗi người, thân khẩu không kết oán khi nghịch duyên, sẽ không còn nghiệp chướng, oán chướng trên đường đời. Nên có câu, nghiệp hết phước mới đến. Để thân khẩu ý thanh tịnh, mỗi khi sân giận bộc phát, hãy lấy câu niệm Phật khởi lên. Đặt danh hiệu Phật nơi tâm, ngày đêm không gián đoạn, nghiệp bất thiện không có cơ hội phát khởi. Ngày ngày nếu niệm oán sẽ kết oán, ngày ngày niệm Phật sẽ thành Phật. Vậy thành Phật là thành gì? Thành Phật là tâm an vui tự tại, tu lục độ hạnh Bồ Tát để giải oán, để thành Phật. Vợ chồng nghịch duyên muốn giải oán nên biết pháp tu lục độ hạnh Bồ Tát là phương tiện thiện xảo, giảm oán giảm nghiệp. Sáu pháp tu hạnh Bồ Tát: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Người tập hạnh bố thí sẽ bố thí sự sân giận khi gặp chướng ngại, sẽ phát khởi lòng từ bi khi thấy người cần giúp. Bố thí sân giận, bố thí phiền não, bỏ lỗi lầm khỏi tâm của mình. Bố thí lòng tham của chính mình nên nói bố thí độ sanh tham. Ta mê bởi ta đau khổ chỉ vì ta tham. Người tập hạnh trì giới là giữ đạo mọi nơi mình đến, trong gia đình càng phải giữ đạo. Khi sân giận không nói lỗi người, không gây tổn hại đến người, không khẩu thiệt cho người. Người biết trì giới, trước là không phạm, sau là không kết thêm oán, nên nói trì giới độ phá giới. Không tập được hai hạnh bố thí và trì giới, không tròn hạnh nhẫn nhục. Nhẫn của người đời là cố nhịn, cố nén vào bên trong, đến một lúc nó to không chịu nổi, nó sẽ phát hỏa. Người tập hạnh nhẫn nhục của Bồ Tát, nhẫn vì lòng từ bi thương xót, nhẫn vì thành tựu của chính mình, nhẫn vì giải oán không kết oán. Nhẫn như thế nào? Nhẫn với người giúp mình, nhẫn với người tổn mình, nhẫn với tự nhiên, nhẫn trên đường tu học tìm thầy lành bạn tốt, nên nói nhẫn nhục độ sân giận. Khi chư vị tu ba hạnh bố thí trì giới nhẫn nhục, khi khai ngộ, hạnh tinh tấn, thiền định, trí tuệ sẽ phát khởi. Lục độ hạnh Bồ Tát là phương tiện thiện xảo. Bồ Tát là chúng sanh giải mê khai ngộ, thoát ly phiền não, làm lành giúp người. Vậy Bồ Tát là ai? Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử tham học 53 vị Bồ Tát, chỉ có 4 vị hình tướng xuất gia, còn lại là hình tướng tại gia. Vì thế, tất cả những người ta gặp đều là Bồ Tát. Người chồng, người vợ gây tổn hại cho ta cũng là Bồ Tát. Vì không có họ, ta không thể thành tựu. Thành tựu hạnh nguyện, an vui tự tại, tâm lượng rộng mở, tướng mạo trang nghiêm. Vì tướng chuyển là do tâm. Tâm vui thì tướng chuyển, nên nói tâm tùy tướng chuyển. Đời này gặp được người tâm ý hợp, hẳn là chư vị đã tu ít nhất 3 kiếp, nên dưỡng mối nhân duyên này. Ngược lại gặp vợ chồng nghịch duyên, gây não hại cho nhau, đời sống tình cảm luôn bất hòa, công việc khó thuận lợi, tướng mạo sẽ khó coi, thần khí u ám. Bản thân em xưa kia cũng như thế, thất bại tình cảm và công việc, vận khí suy, thần khí nhợt nhạt, rất khó coi. Xung quanh toàn là ma chướng, thiện chi thức khó gặp, Bồ Tát càng khó tìm. Chỉ khi ngộ ra, nhân duyên nghiệp quả không sai lệch, ra sức giải oán, vì oán nên giải không nên kết. Nhất tâm tu sửa ba nghiệp thân miệng ý, nhất tâm làm lành, không thấy lỗi người, dần dần nghiệp cũ giảm, oán gia tha thứ và rời xa. Nghiệp giảm thì phước mới đến. Tâm thân đôi phần thanh tịnh, tâm thanh tịnh liền sinh trí huệ. Ngày ngày nghĩ tưởng Phật Bồ Tát, may mắn gặp được Phật Bồ Tát. Tâm thanh tịnh, tướng dần dần chuyển, nên nói tâm tùy tướng chuyển.
Tướng không chỉ là dung mạo, tướng là thần khí. Thần là mắt, khí là khẩu khí. Chư vị có đời sống vợ chồng nghịch duyên, nên giải không nên kết. Tu lục độ hạnh Bồ Tát, ngày ngày nghĩ tưởng Phật Bồ Tát sẽ thành Phật Bồ Tát. Thông qua nghe giảng kinh, hành thiền, phát tâm nghĩ tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt, thần khí dần dần chuyển theo. Khi đủ công phu sẽ nhận ra, người thật sự tu hành sẽ không thấy lỗi người. Không ai có lỗi cả, lỗi là do ta si mê. Do ta mê lầm rồi ta tạo nghiệp bất thiện. Kết duyên với người cùng tần số là bất thiện. Người thật sự tu sửa, mong thay đổi tình cảm, thay đổi vận khí kém. Bước đầu là sám hối tiêu trừ nghiệp tội. Bước sau là khấn nguyện. Ngày ngày tinh tấn nghe giảng kinh, phát nguyện theo lời dạy trong kinh. Đó là con đường duy nhất hóa giải nghiệp chướng, giải đi oán chướng một cách viên mãn. Vì khi ấy chính chư vị tự tạo vận mệnh mới cho chính mình. Đại Toàn cảm ơn cả nhà đã xem. Chúc cả nhà tâm thân an lạc.